đánh bại Thái Lan, Việt Nam tiến bước vượt qua Jordan trên bảng xếp hạng FIFA. Thưa quý vị, với việc vượt qua Thái Lan, đội tuyển Việt Nam đã kiếm thêm được 4,5 điểm trên bảng xếp hạng FIFA. Đoàn quân áo đỏ hiện có trong tay 1.231 điểm và tạm thời vượt qua Jordan để chiếm vị trí thứ 15 khu vực châu Á. Cơ hội để Việt Nam giữ vững vị trí trong top 16, đồng nghĩa với một vị trí trong nhóm hạt giống số 2 vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á đang rất rộng mở. Theo tính toán, Kể cả khi để thua Curacao, xếp thứ 82 trên thế giới, trận chung kết Kings Cup, đội tuyển Việt Nam sẽ mất chưa đến 4,5 điểm và vẫn hoàn toàn đủ khả năng kết thúc loạt trận giao hữu tháng 6, 2019 trong top 16. Còn nếu như hòa hoặc giành chiến thắng, thay cho huấn luyện viên Park Hang-seo thậm chí còn leo cao hơn nữa trên bảng xếp hạng của FIFA, việc lọt vào nhóm hạt giống số 2 vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ giúp Việt Nam tránh được nhiều đối thủ sân sỏ, qua đó làm tăng cơ hội tiến vào vòng loại thứ ba trong lịch sử, khu vực Đông Nam Á mới chỉ có duy nhất Thái Lan từng lọt vào vòng loại thứ ba World Cup khu vực châu Á tại vòng loại World Cup 2018. Báo quốc tế, đẳng cấp Việt Nam vẫn khiến Thái Lan choáng váng. Thưa quý vị, tờ Fox Sports cho biết đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng sát nút trước đội tuyển Thái Lan ở phút cuối cùng trước khi kết thúc trận đấu. Bàn thắng dứt điểm của Nguyễn Anh Đức ở phút thứ 94 đã giúp Việt Nam giành chiến thắng trước Thái Lan với tỷ số 1-0 trong trận đấu tối qua. Cuộc so tài nghẹt thở giữa hai đối thủ nặng ký trên sân Trang Arena đã trải qua những giây phút nóng. Các cầu thủ của hai đội đã thi đấu hết mình, nhanh chóng chiếm lấy bóng cùng với nhiều thẻ vàng buộc trọng tài phải rút ra. Sau kết quả hòa không đều ở hiệp 1, các cầu thủ hai đội vẫn không thể có bàn thắng cho đến cuối hiệp 2. Thái Lan tưởng chừng đã tìm cách phá vỡ thế bế tắc ở phút 70 sau cú đá phạt của Theraton từ cánh phải đi qua các cầu thủ và đưa bóng thẳng vào lưới. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận khi trọng tài xác định trung vệ Addison đã phạm lỗi, Thái Lan có chút tiếc nuối. Điều ngạc nhiên chỉ có được ở phút thứ 94 của trận đấu trong thời gian bù giờ, Nguyễn Anh Đức của Việt Nam đã mang lại chiến thắng nghẹt thở ở phút chót. Tờ Fox Sports viết, mọi thứ tưởng chừng như phải quyết định bằng loạt đá luân lưu thì Việt Nam đã tạo nên sức hút lạ kỳ ở bàn thắng phút cuối. Từ pha đá phạt gốc của Lương Xuân Trường, Anh Đức đã có sự phối hợp chính xác và ghi bàn vào lưới đội tuyển Thái Lan bằng pha đánh đầu chuẩn xác. Bóng đi thẳng vào thủ thành của thủ môn Kawin Thamsatanan nhưng chiến thắng dường như đã ấn định. Quả bóng vẫn đi thẳng vào lưới sau cú đẩy bóng nhẹ nhàng của thủ môn Kawin Thamsatanan. Theo Fox Sports với chiến thắng này, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Kula Cao trong trận chung kết sắp tới. Trong khi đó, Thái Lan sẽ tranh giải ba với đội tuyển Ấn Độ. Bình luận Thái Lan gậy ông đập lưng ông Thưa quý vị, cái bản lĩnh và sự lạnh lùng của người Thái Lan để đâu mất, để rồi phải ôm um hận trên sân nhà. Ngay cả hàng triệu người hâm mộ Việt Nam cũng rất ngạc nhiên về cách thể hiện của đội chủ nhà Thái Lan. Họ đã quá cay cú, chơi thứ bóng đá rất xấu xí và quá nhiều tiểu xảo. Điều này đã được các tuyển thủ Thái Lan cân nhắc rất kỹ, bởi vì họ là chủ nhà, đó là giải quốc tế, trọng tài Nhật đã không quá căng. Nếu trận Thái Lan Việt Nam ở một giải quốc tế chính thức, thì ít nhất có hai cầu thủ Thái Lan bị thay đỏ, lỗi thô bạo và cả lỗi hành vi vì thái độ thiếu tinh thần thể thao. Và chính điều đó đã đẩy người Thái vào con đường tự sát, tự giết mình. Một khi cái đầu chỉ rình rập để chơi xấu, chơi tiểu xảo và rình rập đá đau đối phương thì thật khó có được đôi chân thanh thoát để vẽ nên những đường bóng sáng tạo bất ngờ cho đối phương. Người Thái chết vì điều này. Trước đây, mỗi khi Việt Nam gặp Malaysia hay Indonesia thì đối phương mới hay chơi gấu kiểu đó, còn Thái Lan thì thể hiện đỉnh cao hơn. Hôm nay, họ đã thua toàn diện, thua tỷ số trên sân nhà, lại thua cả phong cách chơi và ứng xử. Thì thi dùng tay tác vào mặt văn hậu, Phan San đã đòn hủy diệt vào hạ bộ và ống đồng của công phượng. Dù ba chốc bỏ bóng quét ống đồng đối phương, thì sao mà thăng hoa được? Người Thái Lan hôm nay hậm hực quá và thua nhiều thứ quá. Nếu như họ bình tĩnh, không quá cay cú, không đòi ngôi King of ASEAN một cách quá nung nóng, thì có thể họ là kẻ chiến thắng Suốt 90 phút Văn Lâm cùng hàng phòng ngự Việt Nam vất vả, còn Kawin bên kia thì rất rảnh rỗi. Nhưng chính vì quá rảnh rỗi trong một trận đấu và những phút cuối cùng cập rập, chưa nóng thì lại trả giá. Tuyển Thái Lan có quyền đòi lại ngôi vương ở ASEAN trước Việt Nam, theo cách nghĩ của họ. Nhưng họ đã đẩy sự căng thẳng lên quá cao và chính cầu thủ của họ là nạn nhân của điều này. Huấn luyện viên Park Hang-seo nói, Việt Nam thắng Thái Lan không phải cột mốc lớn, đó là chuyện bình thường. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã có những chia sẻ đầy cảm xúc sau trận thắng 1-0 trước Thái Lan ngay trên thánh địa Thunder Castle vào tối mùng 5 tháng 6. Tuy nhiên, mục tiêu lớn hơn của tuyển Việt Nam là chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022. Huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết, việc vào chơi trận chung kết King's Cup 2019 không có ý nghĩa bằng việc chúng tôi đã nỗ lực hết sức để đánh bại Thái Lan ngay trên sân của họ. Ông nói tiếp, King's Cup là giải đấu có uy tín Việc thắng Thái Lan là điều khiến đội tuyển Việt Nam tự hào. Với tư cách huấn luyện viên trưởng, tôi cảm ơn các cầu thủ đã nỗ lực hết sức và chúng tôi đã giành thắng lợi ở phút cuối cùng. Tuy nhiên sau đó, ông Park Hang-seo nhấn mạnh, vòng loại World Cup 2022 mới là mục tiêu sau cùng của đội tuyển Việt Nam chứ không phải King's Cup. Huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ, giải này không phải mục tiêu của chúng tôi, mục tiêu sau cùng của chúng tôi là hướng tới vòng loại World Cup 2022. Đây là giải quốc tế tốt để tích lũy kinh nghiệm, nên việc tôi thắng Thái Lan không phải là cột mốc gì lớn, nó là bình thường. Theo huấn luyện viên Park Hang-seo, tuyển Việt Nam là nhà vô địch AFF Cup, nhưng để giữ được vị trí này, các cầu thủ còn phải nỗ lực hơn nữa và cần sự hỗ trợ của các chuyên gia. Thái Lan vẫn là đội tuyển mạnh và trong thời gian tới, ông Park Hang-seo nghĩ Việt Nam và Thái Lan vẫn sẽ là đội cạnh tranh nhau để phát triển và khẳng định vị thế tại Đông Nam Á cũng như châu Á. Ông cũng nhắc lại chuyện bị chỉ trích vì danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam cho Kings Cup. Trước khi sang Thái Lan, tôi đã bị chỉ trích rất nhiều vì danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam. Vòng loại World Cup 2022 mới là mục tiêu sau cùng của đội tuyển Việt Nam, chứ không phải Kings Cup. Thực sự tôi vẫn chưa quyết định trao cơ hội cho những cầu thủ chưa được thi đấu ở trận chung kết sắp tới hay giữ nguyên đội hình như trận này. Tôi cần bàn bạc thêm với đội ngũ trợ lý của mình trước khi quyết định việc này. Huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ, Tuấn Anh mới có lần đầu tiên tập trung đội tuyển quốc gia khi tôi làm huấn luyện viên trưởng. Tuấn Anh là cầu thủ tài năng và trận đấu ngày hôm nay đã chứng minh tài năng của cậu ấy. Nếu trong tương lai Tuấn Anh thích nghi tốt hơn nữa với chiến thuật của đội thì cậu sẽ là cầu thủ tốt của đội tuyển Việt Nam. Với bàn thắng duy nhất của Anh Đức, đội tuyển Việt Nam vượt qua Thái Lan với tỷ số tối thiểu 1-0 thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ lọt vào trận chung kết gặp Curacao vào lúc 19 giờ 45 phút ngày 8 tháng 6. Trong khi đó, Thái Lan gặp Ấn Độ ở trận tranh hạng 3 vào lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày. Huấn luyện viên Park Hang-seo, Việt Nam vẫn là số 1 Đông Nam Á. Thưa quý vị, huấn luyện viên Park Hang-seo đã có những chia sẻ đầy tự hào về đội tuyển Việt Nam tại cuộc họp báo sau trận đấu. Trả lời với truyền thông trong cuộc họp báo này, huấn luyện viên Park Hang-seo không khỏi vui mừng khi đội tuyển Việt Nam đã thắng Thái Lan tại Kings Cup lần này. Ông nói, chúng tôi cố gắng hết sức để thắng trên sân Thái Lan. Kings Cup là giải đấu uy tín và lâu đời, nên việc thắng Thái là điều đáng tự hào. Bản thân tôi và cầu thủ khá là căng thẳng, nhưng với quyết tâm cao, thắng dây cuối cùng, tôi cảm ơn các cầu thủ đã nỗ lực thi đấu. Tôi đang là huấn luyện viên trưởng tuyển quốc gia và U23 Việt Nam, không phải chúng tôi thắng Thái Lan là mang tới ý nghĩa đặc biệt cho Việt Nam. Đối thủ nào cũng phải nỗ lực hết sức, thắng bằng cách phát huy tinh thần Việt Nam, đoàn kết và tìm cách tiến tới. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đánh giá cao tiền vệ Tuấn Anh trong lần đầu tiên tập trung trở lại và thể hiện phong độ khá tốt. Huấn luyện viên Park Hang-seo nhận xét về tiền vệ của Hoàng Anh Gia Lai, đó là cầu thủ có tài năng, trận hôm nay đã chứng minh khả năng của Tuấn Anh, đó sẽ là tài nguyên nhân lực tốt cho đội tuyển. Trước câu hỏi đội tuyển Việt Nam là số 1 Đông Nam Á, nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ: "Năm ngoái chúng tôi vô địch AFF Cup, bây giờ tôi nói thật chúng tôi vẫn là nhà vô địch cho tới khi giải đấu được tổ chức lại năm tới. Chúng tôi là đội vô địch, nhưng để giữ được thành tích này, các cầu thủ phải nỗ lực hơn nữa. Đội tuyển Việt Nam chưa ổn định cao đâu, Thái Lan vẫn là đội mạnh trong thời gian tới. Tôi tin hai bên sẽ cạnh tranh để bóng đá Việt Nam và Thái Lan cùng phát triển." Bàn thắng của anh Đức không chỉ đơn giản là đem lại niềm vui cho đội tuyển, mà còn đem lại vinh quang cho Việt Nam. Chiến thắng tại Kings Cup lần này như một lần nữa khẳng định, Việt Nam mới thật sự là vô địch Đông Nam Á. Thái Lan đừng ngủ quên trên chiến thắng nữa, Việt Nam của ngày xưa đã chết rồi.